Đây là cái cây bạch kho về đêm này các bác này. Đây. Cây bạch kho về đêm nhé. Các bác nhìn thấy đỉnh không? Khi mà đêm thì cái bông nó sẽ cụp như này này. Nó cụp một chút như này. Như quả trứng luôn. Đấy. Các bác nhìn thấy quá đẹp không? Vẫn cái cây bạch kho em quay ban ngày nó lại khác. Mà quay ban đêm nó lại khác. Còn bên này là mấy cái cây... mấy cái cây hoa hồng đào cổ. Rồi. Đây là mấy cây đào cổ này. Đấy. Cái hoa ấy, cái hoa hồng ấy, nó vài đêm ấy, nó cụp lại nhìn nó rất là hay. Các bác ạ. Đây các bác nhìn cái cây đào cổ này. Bằng bàn tay luôn. Đây. Còn đây là cái cây bạch kho. Quay đi quay lại vẫn thấy đẹp các bác ạ. Em tự dưng em ra sân em nhìn thấy nó đẹp như này, bắt đầu em mới lại có ý định là quay cho các bác xem. Các bác nhìn đẹp không? Cái khu vườn nhà em nó cũng khá là rộng cho nên là mỗi một hôm em sẽ lên một clip quay một góc cho các bác xem. Nhìn rất là đẹp. Cái bông hồng này nhìn nó như quả trứng luôn. Đấy, nó nhìn nó như quả trứng này, các bác nhìn này. Đẹp quá luôn đấy. Đẹp quá luôn. Đứng cạnh, đứng cạnh. Đứng cạnh, đứng cạnh, đấy đấy. Quá đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh của Hoa Vườn Nhà quay cái cây hoa hồng bạch kho vào ban đêm. Các bác hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để lại comment, anh em cùng giao lưu, chị em cùng giao lưu nhé các bác nha. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé các bác nha.